Kính thưa một bác khách hàng đã đặt chúng tôi một tấm tranh Đốc Lịch thuận buồm xuôi gió rất là đẹp và rất to, chiều ngang là 69 và cao là 1m15, dày 5 phân, đục siêu đẹp, siêu đẳng cấp. Thì bức tranh này chúng tôi bán giá là 7 triệu, bác khách hàng đặt 7 triệu cho tấm Đốc Lịch. Cái phần treo lịch thì treo được cái cỡ lịch là 20-30, cao 1m15, ngang 69, dày 5 phân, bằng chất liệu là hương đá của Nam Phi. Thì chúng tôi sẽ lấy cái thước, chúng tôi đo từng phần để quý khách nào mà muốn đặt thì chúng tôi sẽ làm tiếp. Đây là cái loại bé này, loại là 1.3 triệu này, loại này rất là bé và mỏng. Thì chúng tôi đợt trước làm rất nhiều nhưng mà nó hơi mỏng. Đây, đây là phần mỏng cũng đẹp thì nó rẻ thôi, 1.3 triệu thôi, rất đơn giản, rất rẻ. Sau đây chúng tôi sẽ rất vàng vào những cái chữ rất nổi và đẹp. Rồi cái to dày thì không cần dát vàng đó. Ngang là 69 này, đều là thước lỗ ban số đỏ quý vị nhé. Thì tôi đã đo tính rất kỹ rồi. Cao là 1m15, dày 5 phân và đục kênh bong, kênh bong luồn thước, kênh bong rất kênh bong. Phần trong lòng, trong lòng thì là 58, trong lòng là 58 cộng cả gân tức là 60. Đó, chui vào hèm này. Cái phần tranh thì nó chui vào hèm này. Còn cái phần tranh thì là 57.5, phần thông thủy, phần khung là gần 6 phân, khung là 5/8, khung là 5/8 gần 6 phân. Thì ván thì là ván 60, thì nó ra tranh là 69, 1m15, rất đẹp, sâu kênh bong. Đây, luồn tay vào trong đường, quý vị thấy không? Luồn tay vào này, luồn tay vào đúng không? Đấy, luồn tay vào được, luồn tay móc máy vào trong được, rất là sâu và đẹp, vân cực kỳ đẹp luôn. Đây cái phần nó không đục đẽo gì thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Khi phần các đục thì nổi lên, các cái phần nó nổi lên là nó sẽ lấp, không nhìn được vân. Còn cái nền này quý vị có thể thấy cái nền của tôi vân rất đẹp, vân rất đẹp, đẹp rất đẹp. Nếu mà làm một viên hương đỏ thì vân nó kém một chút nhưng mà nó sẽ cũng đẹp và màu thì nó là màu đỏ. Làm một hương đỏ thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Cái này là hương đá, quý vị nhá. Ép chụp ảnh cái gì? Đấy, cứ vào xem. Đây, ví dụ cái này là hương đỏ này. Hương đỏ của vân cũng rất đẹp đây quý vị. Hương đỏ vân khác một chút. Ví dụ sắp tới chúng tôi sẽ làm một ít. Đấy, cái này khoảng 45 hoặc 50 gì đấy. Thì ra cái tấm Đốc Lịch nó bé hơn, cái này 60. Ra cái tấm Đốc Lịch nó sẽ bé hơn và nó sẽ rẻ hơn một chút. Đúng không? Cái này rất là to. Quý vị có nhu cầu đặt tranh, mua tranh thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940966, 0975 940966. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.